Thưa quý vị, 2 tuần trở lại đây, bệnh đau mắt đỏ đang có dấu hiệu bùng phát ở Hà Nội với số ca mắc đã tăng nhanh được ghi nhận tại các bệnh viện. Vâng, điều đáng nói đây là thời điểm đầu năm học, nhiều trẻ đã quay trở lại trường học sau thời gian nghỉ hè và với cái việc mà tiếp xúc gần thì cũng gia tăng nguy cơ mắc bệnh ở các trẻ khiến dịch đau mắt đỏ lây lan mạnh. Cơ quan chuyên môn cho biết là năm nay bệnh nhân đau mắt đỏ thì xuất hiện tập trung nhiều ở khối học sinh, trẻ nhỏ học tập tập trung tại trường. Lớp 4C của trường tiểu học thị trấn Trúc Sơn B, huyện Chương Mỹ có tổng sĩ số 39 học sinh thì đã có đến 11 em bị đau mắt đỏ, phải nghỉ học, đang điều trị tại cơ sở y tế. Mỗi ngày một bàn thường có 2 học sinh ngồi học thì nay đã trống vắng như thế này. Trước đau mắt đỏ này thì chúng tôi cũng mong là kết hợp được cùng với gia đình này, cộng với các tổ chức trong địa phương để sao là dập được dịch để cho các con nó không bị gián đoạn trong học tập. Cũng tại ngôi trường này, lớp 3B ghi nhận 10 trên 39 học sinh phải nghỉ học vì mắc bệnh đau mắt đỏ. Như vậy, chỉ tính riêng một trường tiểu học tại Hà Nội đã có tới 119 học sinh và 3 giáo viên bị mắc đau mắt đỏ. Có dịch đau mắt đỏ thì y tế nhà trường cũng đã thông báo đến giáo viên chủ nhiệm và chúng tôi cũng đã gửi những cái hướng dẫn để quan sát và theo dõi các con ở nhà. Nếu có hiện tượng đau mắt đỏ thì cho các con nghỉ. Và khi các con đến lớp nếu có bị thì chúng tôi sẽ cho các con về và chúng tôi sẽ vệ sinh lớp học sạch sẽ và theo dõi sát sao các con ạ. Con đường lây bệnh chính của bệnh đau mắt đỏ là qua hô hấp và dịch tiết khi ăn uống sinh hoạt tập trung. Cơ chế này khiến bệnh lây lan rất nhanh trong các trường học. Giải pháp duy nhất hiện nay các nhà trường có thể áp dụng là vệ sinh bề mặt bàn ghế, tay nắm cửa và những nơi học sinh dễ tiếp xúc ngay sau mỗi buổi học. Trước cái tình hình dịch bệnh đau mắt đỏ thì các con cũng có ảnh hưởng đến phần học tập các con. Vì khi đau mắt đỏ các con nghỉ thời gian cũng tương đối dài. Để các con khỏi bệnh thì cũng từ 5 đến 7 ngày. Cho nên các cô cũng có những cái kế hoạch để bù đắp những cái mà các con, thời gian các con nghỉ để sao cho các con theo kịp với cái chương trình thực tế. Thời điểm này thì trên địa bàn thị trấn Trúc Sơn, huyện Chương Mỹ thì đã ghi nhận khoảng 300 bệnh nhân mắc ở mọi lứa tuổi. Đặc biệt là lứa tuổi mắc nhiều nhất là lứa tuổi học sinh của các trường tiểu học trên địa bàn thị trấn Đức Sơn. Thế thì đối với công tác phòng chống dịch thì chúng tôi đã phối hợp với ban giám hiệu các nhà trường và y tế học đường soạn các cái tin bài về các biện pháp phòng chống dịch bệnh, các triệu chứng của bệnh và cái hướng điều trị để cho giáo viên chủ nhiệm cũng như là ban giám hiệu nhà trường, y tế học đường là tuyên truyền tới phụ huynh học sinh. Nó nhận biết khi con bị mắc bệnh đau mắt đỏ thì cho nghỉ học tại nhà. Vâng, một trường tiểu học đã có đến 120 người, bao gồm cả các giáo viên và các em học sinh lây bệnh đau mắt đỏ. Và nếu con số này được nhân với tổng số 2.283, tổng số các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và cả trung học phổ thông trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội, thì con số này có thể lên đến hàng chục ngàn ạ. Vâng, rõ ràng thì đây là một con số mà rất là đáng báo động rồi và chúng ta không thể chủ quan với dịch bệnh đau mắt đỏ được nữa. Các nhà trường và các bác sĩ điều trị chuyên khoa mắt thì cũng đã đưa ra lưu ý chung, đó là khi học sinh và người nhà mắc bệnh thì cần phải giữ gìn vệ sinh, phòng bệnh cho người xung quanh. Và sau đây là ghi nhận của Bệnh viện chuyên khoa mắt, chuyên khoa về mắt Trung ương và Hà Nội. Cháu Nguyễn Quang Minh, lớp 4, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông bị đau mắt đỏ lây từ bạn học trên lớp. Chỉ sau một ngày, mẹ của cháu cũng bị đau mắt đỏ. Trường hợp này không hiếm gặp bởi tính chất sinh hoạt chung nên chỉ cần một người trong gia đình mắc bệnh thì hầu như sẽ lây đau mắt đỏ. Con lớn là bị bắt đầu từ hôm qua và hôm nay là nó vào viện để khám luôn. Để nhờ các bác sĩ chuyên khoa mắt khám để cho nhanh khỏi và nó quay trở lại làm việc và học tập. Rất nhiều bệnh nhân là tự ý mua thuốc để tự điều trị tại nhà. Trong đó có những thuốc có những cái thành phần mà chỉ được tra khi mà có chỉ định và có cái sự theo dõi từ bác sĩ, ví dụ như thuốc có chứa thành phần chống viêm mạnh corticoid. Còn nếu mà bệnh nhân tự ý điều trị như thế thì rất dễ xảy ra những cái biến chứng như là viêm giác mạc hay là bị loét giác mạc. Và một cái hiện tượng thứ hai là rất nhiều bệnh nhân là mách nhau những cái mẹo chữa mắt bằng kinh nghiệm dân gian, ví dụ như là xông mắt bằng nước chầu không hay nhỏ những cái thứ dung dịch, ví dụ như là sữa hay là nước nha lam vào mắt chẳng hạn. Đấy, rất nhiều người mách nhau trên mạng như thế và đấy là những cái mẹ rất là nguy hiểm và sẽ gây nguy hại cho đôi mắt và rất là nhiều trường hợp đã từng được ghi nhận là có thể gây bị viêm loét giác mạc và dẫn đến mất thị lực rồi. Còn đây là bệnh nhân nhi mới 5 tháng tuổi bị đau mắt đỏ biến chứng có giả mạc.
Rất may, gia đình đã kịp thời đưa cháu đến điều trị tại bệnh viện chuyên khoa mắt. Sau một tuần tái khám, mắt của cháu bé đã ổn định. Khi mà con bị bệnh ấy, thì tôi đã đưa con đến bệnh viện mắt Hà Đông để khám. Và các bác sĩ thì bóc giả mạc cho con 2 lần. Sau đấy hơn 1 tuần thì khám lại thì hiện tại là rất may tình trạng mắt của con đã ổn định. Với trường hợp bệnh nhi mà có triệu chứng của đau mắt đỏ thì theo khuyến cáo thì chúng tôi đề nghị là các bố mẹ nên cho con đến khám tại các cơ sở y tế và bác sĩ sẽ căn cứ theo tình trạng viêm của mắt của con và sẽ cho thuốc phù hợp. Còn tại nhà thì việc vệ sinh mắt rất là quan trọng. Người nhà bố mẹ cần phải sử dụng riêng đồ dùng và rửa nước muối sạch sẽ cho con. Rửa tay, khuyến cáo người nhà trong gia đình nên rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, tránh hạn chế tiếp xúc trực tiếp vào mắt và nên hạn chế tiếp xúc ở những nơi đông người và nên cho con nghỉ học tại thời điểm khi con đang bị đau mắt đỏ. Đối với căn bệnh tưởng chừng đơn giản này, nhưng nếu điều trị không đúng cách, rất dễ dẫn đến biến chứng nặng. Trường hợp bệnh nhân Anh Việt Vũ, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy là một ví dụ. Nếu được điều trị chuyên khoa từ ban đầu, bệnh nhân có thể chỉ mất 1 tuần là khỏi bệnh. Tuy nhiên, do tự điều trị đến khi mắt biến chứng mới tới Bệnh viện Mắt Hà Nội, nên phải mất 10 ngày điều trị tích cực thì thị lực hai mắt mới dần ổn định. Tôi cũng muốn lưu ý với mọi người bị bệnh thì cũng nên chú ý đến bản thân trước. Đôi mắt cũng quan trọng. Bệnh đau mắt đỏ này bình thường biến chứng vào giác mạc như tôi thì không điều trị cẩn thận có thể bị hỏng mắt. Khá nhiều bệnh nhân vào viện điều trị với tình trạng mà bệnh lý viêm kết giác mạc rất là nặng và điều trị lâu dài. Việc hiện thời thì là ngoài những các cái công tác tránh lây nhiễm như là ở trong trường học các cháu thường xuyên được vệ sinh rửa sạch tay rồi phòng bằng lây nhiễm qua đường hô hấp như là mình đeo khẩu trang thì vệ sinh các cái môi trường sống như là đồ dùng, đồ chơi hoặc là tay nắm cửa, vật dụng dùng hàng ngày thì cũng khiến cho cái việc mà nó hạn chế cái tình trạng lây nhiễm. Hiện nay mỗi ngày Bệnh viện Mắt Hà Nội khám và điều trị cho gần 400 bệnh nhân mắc các bệnh lý về mắt, trong đó có đến 30% người mắc bệnh đau mắt đỏ. Tỷ lệ này tại Bệnh viện Mắt Trung ương là 50%. Trung bình cứ 30 bệnh nhân nội trú thì có 6 bệnh nhân nặng bị viêm kết mạc biến chứng. Nếu bạn đã có mắc bệnh rồi thì nên đi khám và tuân thủ chặt chẽ cái hướng dẫn của bác sĩ. Vì rất nhiều khi là một người trong nhà bị xong đi khám, xong rồi những người trong nhà khác cũng bị theo và mọi người cũng lấy luôn cái đơn đấy để nhỏ. Thế nhưng mọi người phải biết rằng là cái đáp ứng của mỗi người, cái phản ứng miễn dịch của mỗi người nó là khác nhau, cho nên là tuy là cùng một bệnh nhưng mình không thể nào dùng một đơn cho tất cả mọi người được. Vâng, dù chưa thành dịch nhưng số bệnh nhân mắc đau mắt đỏ thì đang gia tăng trong cộng đồng, khiến mọi người hết sức lo lắng. Do đó, cùng với sự giám sát tại các địa phương thì mỗi người dân chúng ta hãy cùng chủ động các thực hiện các biện pháp phòng tránh bệnh theo khuyến cáo của ngành y tế để có thể góp phần bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng. Vậy chúng ta cần phải tuân thủ những biện pháp như thế nào để đau mắt đỏ không thể lây lan và trở thành dịch? Mời quý vị cùng các bạn cùng theo dõi những khuyến cáo của thạc sĩ, bác sĩ Đỗ Văn Hải, Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Hà Đông. Khi bị bệnh đau mắt đỏ thì tôi khuyến cáo là chúng ta nên đi thăm khám bác sĩ để có hướng điều trị đúng và tránh những cái biến chứng do cái bệnh dịch này gây ra. Dịch bệnh đau mắt đỏ thông thường do virus thì để phòng bệnh thì chúng ta nên tăng cường sức đề kháng của bản thân như là chế độ dinh dưỡng, cũng phải tăng cường vitamin, rồi vệ sinh mắt đúng cách. Giai đoạn này thì chúng ta có thể tra những cái loại thuốc mang tính chất là vệ sinh mắt hoặc là dinh dưỡng cho mắt, những cái nước mắt nhân tạo cũng có thể tốt hơn cho mắt mùa dịch này. Đối với khối trường học thì những cháu bị bệnh đau mắt đỏ thì tôi cho rằng là bố mẹ và nhà trường nên cho các cháu nghỉ học để khi mà bệnh ổn định để tránh những cái lây lan ra trong cộng đồng.